lên mộ thì ổ gà mối nó đụng lên á, nguyên một cái gốc cây nó đụng lên đây, phải chặt, chặt rồi xây cái khung mộ lại. Cả nhà thấy cái ổ mối không, toàn là cây cây vu dĩa mà không, vu dĩa nó dài lắm. Đây là một cái công việc làm trước mắt thì các chú làm thì các chú cũng có tiền nha, nhưng mà công việc thì rất là nhân quân nha cả nhà, công việc rất là hay nha. Đây mà không đỡ thì khoảng vài năm nữa thì cái ngôi mộ này thì chỉ mất dấu thôi. Nó phá hư bia luôn. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Vĩnh Nhân, tỉnh Bình Định. Chiều hôm nay thì Bố đến đây, Bố cũng sẽ tiếp tục quay lại những phần mộ của các bác tử sĩ tử trận năm 1973. Bố sẽ quay lại rất rõ ràng, đẹp thật là rõ. Bố sẽ gửi đến cho cả nhà xem. Chúc cho tất cả nhà xem qua những hình ảnh này thì nhận được người thân của mình và mau đến đây đưa các bác các chú vừa đoàn tụ với gia đình sau 50 năm xa cách. Xin mời cả nhà xem clip nha. Trong nghĩa trang này thì nơi chôn cất tử sĩ tử trận năm 1973 thì rất là nhiều số mộ nha cả nhà. Hồi sáng thì Bố có quay một clip rồi. Chiều nay Bố sẽ tiếp tục quay lại những cái phần mộ của các bác các chú tử trận năm 1973. Bố sẽ gửi đến cho cả nhà xem. Đầu tiên là phần mộ của bác Bình Nhì, Đỗ Văn Hai, số quân 131-121, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 47, tử trận ngày 18 tháng 3 năm 73, số mộ thì 1240. Còn đây là phần mộ của bác Bình Nhì, Ca Tim, số quân 51-614, 136, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 40, tử trận ngày 17 tháng 3 năm 73, số mộ 1239. Đây là phần mộ của bác Binh Nhất Trần Hạnh Phúc, số quân 70-119-910, đơn vị 42 TS, tử trận ngày 15 tháng 3 năm 73, số mộ 1238. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì Phan Thuận, bí danh Đạt, sinh năm 1956, xã Bình An, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tử trận ngày 16 tháng 3 năm 73, tiểu đoàn 3, trung đoàn 40, anh Mai Ngọc Thành lập mộ, số mộ 1237. Đây là phần mộ của bác Binh Nhất Nguyễn Văn Thiện, số quân 515-916, đơn vị 3-40, tử trận ngày 16 tháng 3 năm 73, số mộ 1236. Hiện tại thì bên trời thì ngồi trời mưa bay bay nha cả nhà, trời thì mù rồi, chiều nay cũng có thở mưa rào nè. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì Gia Sen, số quân 225-101, đơn vị 3-40, tử trận ngày 13 tháng 3 năm 73, số mộ 1234. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì Nguyễn Văn Bảy, số quân 67-514-082, đơn vị 1-42, tử trận ngày 11 tháng 3 năm 73, số mộ 1233. Còn cái mộ này thì cũng mất cái bia nha cả nhà, nè mộ này mất cái bia này. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì Nguyễn Văn Cảnh, số quân 73-412,
431, 799. Đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 11 tháng 3 năm 73, số mộ 1230. Đây là phần mộ của bác Quân Nhì, rô danh số quân 70-413, 693, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 47, tử trận ngày 10 tháng 3 năm 73, số mộ 1229. Thông tin trên những phần bia thì cũng rất là rõ ràng nha cả nhà, rất là rõ ràng. Đây là phần mộ của bác Quân Nhất, Nguyễn Quân Hạnh, số quân 68-407, 067, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 47, tử trận ngày 6 tháng 3 năm 73, số mộ 1228. Cái phần này thì cũng được cải táng rồi nha cả nhà, phần cải táng này do không có sơn nha. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì, Nguyễn Quân Diện, số quân 55-607, 497, đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 8 tháng 3 năm 73, số mộ thì 1226. Sơn lại đọc rất rõ ràng. Đọc lại xuống. Đây là phần mộ bác Binh Nhì, Lương Quân Tiêu, số quân 74-508, 730, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 41, tự trận ngày 25 tháng 6 năm 73, số mộ thì 1331. Còn đây là phần mộ của bác Binh Nhì, Nguyễn Kim, số quân 72-421, 722, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 47, tử trận ngày 17 tháng 6 năm 73, số mộ 1330. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì Mai Tăng Bông, số quân 74-418, 363, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 18 tháng 6 năm 73, số mộ 1329. Đây là phần mộ của bác Binh Nhì Rô Ốt nha, số quân 56-009-039, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 18 tháng 6 năm 73. Còn đây là phần mộ của bác Binh Nhì Rô Lây, số quân 74-417, 367, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, tử trận ngày 18 tháng 6 năm 73. Đây là phần mộ tử sĩ Phan Thanh Giảng, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1939, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Quang, tiểu đoàn 1, trung đoàn 40, tử trận ngày 17 tháng 6 năm 73, tức ngày 17 tháng 5 Quý Sửu, vợ Thái Thị Liên lập mộ. Còn ngôi mộ này thì bộ chức nghỉ chức cũng có gia đình cũng đến đây tùng tu này. Đây là phần mộ của bác trung sĩ Nhất này, Nguyễn Hữu, sinh năm 1937, cửu lợi Tam Vang, Bình Định, tử trận ngày 24 tháng 4 năm 1974 âm lịch, vợ Đinh Thị Do, đứng lập bia ngày 29 tháng 8 năm 1974 âm lịch. Còn đây thì cái phần mộ đây, đây là phần mộ của bác Binh Nhì nè, Nguyễn Mộng Tuyền, số quân 52-817-767, TTHL Bơ Sơ, tử trận ngày 10 tháng 7 năm 74, số mộ 1575. Rất là nhiều phần mộ nha cả nhà. Bộ chỉ lần lượt quay lại, bộ chỉ gửi đến cả nhà xem. Chúc cho cả nhà tìm được người thân của mình nha. Đây là phần mộ của bác Binh Nhất Nguyễn Văn Ơn, số quân 74-517-296, đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 41,
tử trận ngày 26 tháng 6 năm 73, số mộ 1332. Còn đây là phần mộ của Kason Gion vậy, Kason Gion. Số quân thì không có nha. Đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 42, tử trận ngày 27 tháng 6 năm 73. Số mộ 1333. Còn đây là phần mộ của bác binh nhì Kason Kale. Số quân cũng không có. Đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 42, tử trận ngày 29 tháng 6 năm 73. Số mộ thì 1335. Còn đây là phần mộ của bác binh nhì. Chó. Đây là phần mộ của bác binh nhì Rat Elun. Số quân không có nha cả nhà. Đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 29 tháng 6 năm 73. Số mộ thì 1336. Còn đây là phần mộ của Nguyễn Nghiên Tan. Số quân 001-009. Đơn vị Sơ Ca Sẹt Bơ Sơ. Tử trận ngày 4 tháng 7 năm 73. Số mộ 1337. Còn đây là phần mộ của binh nhì Lơ Ngẹp Ả Danh. Số quân 74-418-068. Đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 17 tháng 3 năm 73, số mộ 1241. Còn đây là phần mộ của bác binh nhì Đặng Văn Thu, số quân 71-005-584. Đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 41, tử trận ngày 17 tháng 3 năm 73, số mộ 1242. Xin lỗi, số mộ 1242. Còn đây là phần mộ của bác binh nhì Võ Nguyên Sơn, số quân 74-514-070. Đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 42, tử trận ngày 21 tháng 3 năm 73, số mộ 1243. Còn đây thì cái phần mộ cũng được cải táng nha cả nhà. Không còn bia nè. Còn đây là phần mộ của bác binh nhì Trần Nguyên Lúa. Nguyên lúa đây nha cả nhà. Số quân 66-408-530. Đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 40, tử trận ngày 22 tháng 3 năm 73, số mộ 1246. Còn đây là phần mộ của bác binh nhì Phạm Văn Hương. Số quân 74-429-948. Đơn vị tiểu đoàn 1, trung đoàn 41, tử trận ngày 23 tháng 3 năm 73, số mộ 1247. Còn đây là phần mộ của bác binh nhất Bù Y Long Tham. Số quân 517-026. Đơn vị đại đội 448 Tơ Sơ. Tử trận ngày 30 tháng 3 năm 73, số mộ 1248. Còn ngôi mộ này thì cũng được giải tán này. Rất nhiều phần mộ. Đây là phần mộ của bác binh nhất Trần Nguyễn Hiền, Nguyễn Hên. Số quân 58-825-941. Đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41, tử trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1252. Đây là phần mộ của bác binh nhì Nguyễn Văn Dẹt. Số quân 52-001-763. Đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 41,
Tử Trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1254. Còn đây là phần mộ của bác binh nhì Y Hông, số quân Xẹt 413283, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 47, tử trận ngày 28 tháng 3 năm 73, số mộ 1255. Nhìn xa thì những cái phần mộ này rất là đẹp nha cả nhà, sau khi được trùng tu lại rất là đẹp nè. Hiện tại thì cũng công nhân cũng đang dọn dẹp vệ sinh, cào cỏ và đốt sạch sẽ nha, đỡ cho ngày 15, ngày 16 là cúng tất niên cuối năm nha. Rất đẹp. Khu trước kia là tử trận năm 1974 nha cả nhà, cũng đang trùng tu nè. Lần lượt sẽ trùng tu sạch sẽ khu nghĩa trang này. Đó, đang đốt rác nè. Rất là sạch sẽ nha. Những mạnh thường quân thì cũng đóng một cái lượng tiền cũng khá cho trùng tu đợt này. Còn team của bổ thì cũng đem góp một ít sơn và bỏ công đến sơn lại những cái phần bia mộ sau lưng ngôi miếu trước nghĩa trang. Đây là phần mộ của theo đạo Tin Lành này, Lương Văn Ngọc, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1952 tại Mường Bú, tỉnh Sơn La, tử trận ngày 10 tháng 7 năm 73, tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, cha Lương Văn Hương, mẹ Lò Thị Xuyên lập mộ, số mộ 1342. Đây là phần mộ của bác binh nhì Lê Lực, sinh năm 1944, ấp Hào Đức, xã Nhân An, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định, tiểu đoàn 3, trung đoàn 40, tử trận ngày 10 tháng 7 năm 73, chị Lơ Thị Lập, chị Lơ Thị Lợ lập mộ, số mộ thì 1341. Đây là phần mộ của bên nhì Lơ Ngọc Rang, số quân 74/416-459, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 42, tử trận ngày 10 tháng 7 năm 73, số mộ thì 1339. Đây là phần mộ của binh nhì Nguyễn Văn Nghe, số quân 106/674, đơn vị tiểu đoàn 2, trung đoàn 47, tử trận ngày 4 tháng 7 năm 73, số mộ thì 1338. Hiện tại thì những anh công nhân cũng đang vừa ăn sớ nha cả nhà. Công nhân cũng đang vừa ăn sớ này. Không, anh tổ bún đó nha. Đây. Tổ bún nè. Hiện tại công nhân cũng đang đi sới nha cả nhà. Công nhân rất là đông nha. Đông lắm, mười mấy người nè. Không. Chú ăn tổ bún vậy sao rồi làm cho mệt được rồi. Tổ bún giò không vậy mà cô Nga lo kỹ quá mà, cô Nga lo bún giò vậy đâu chứ lấy gì mà. Ờ. Cấp đôi còn mấy hôm, nhanh kịp và cô làm để qua đây. Anh quay cho mà anh Thường Quân thấy chứ. Thấy anh uống rồi có sức khỏe đó làm cho các bác các chú chứ. Đầy đủ nè. Anh em rất đông nè. Mười mấy người á, mười mấy 20 người. Làm đỡ để nhanh cái tiến độ trước ngày 15 đỡ cúng tất niên nha cả nhà. Đã kịp. Làm ở lượng người đây. Có ông không? Có ông shop đây, ông ngồi góc xài, ông ăn hai tô này. Ông shop của tôi. Ông đang shop này. Đó. Ông shop á. Nó gửi qua Washington về. Ông shop á. Tao được một tô mà quên. Ông shop á. Không. Còn đây là khu chôn cất tử sĩ tử trận năm 1974 nha cả nhà. Hiện tại thì công nhân cũng đang sơn nha, sơn lại cái phần bia trắng. Rồi khô thì cũng 2-3 ngày sau thì cũng có một cái đội đi sơn thông tin lại tên bia nha. Khu này hiện tại thì cũng đang dọn dẹp, cũng rất là sạch sẽ nè. Sau khi sơn sửa và dọn dẹp vệ sinh khu này thì nghĩa trang này cũng rất đẹp nha cả nhà. Đã vừa nguyên mẫu như ngày xưa nha. Rất là đẹp. Bắt đầu từ đây nè. Từ đây tở lên ra khu chôn cất tử sĩ 573.
Còn có phần những cái bia Châu Sơn tới xuống dưới kia là nem 74 nha cả nhà. Cũng tuột tùng tu luôn nè, trong đợt này luôn á, sạch sẽ luôn. Mối nó đụng lên đó, nguyên một cái gốc cây nó đụng lên đây, phải chặt chặt rồi xây cái khuôn mộ lại. Cả nhà thấy cái ổ mối không, toàn là cây cây du dĩa mà không du dĩa nó dài lắm. Đây là một công việc làm trước mắt thì các chú làm thì các chú cũng có tiền nha, nhưng mà công việc thì rất là nhân quân nha cả nhà, công việc rất là hay nha. Đây mà không đỡ thì khoảng vài năm nữa thì cái ngôi mộ này thì chỉ mất dấu thôi. Nó phá hư bia luôn. Không, ô cái mối này mà. Mối trong tầng tầng mối. Ồ tầng tầng luôn mà, mối quá trời mối. Nó vô cùng nguyên mối. Không. Đã sạch hết mối không? Mà ổ mối này nó đuộng lên nè. Một mối nó tính ra nó cũng nhỏ cho anh. Mối chút xíu rồi. Hả? Nó to bằng gì? Ơ đẹp, bột cạp, có bột cạp đó. Có lẽ bộ sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bộ chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye cả nhà nha.